Tôi đến đây để nhận hàng. Hả? Hả? Ông ma. Hả? Lại. Đi đâu đây? Kể từ bây giờ, thằng nào mà ghé trong bài ba thân, ta sẽ giết chết hết. Tụi nó xuất hiện bất ngờ, tụi em trở tay đâu có kịp đâu anh ba. Tao sẽ tìm ra đứa nào phá sòng bài của tao, tụi mày không yên với tao đâu. Nhưng mà ba thằng không đơn giản đâu, chắc chắn nó sẽ cho người điều tra. Anh em cần nên phải cẩn thận, có thể nó sẽ cho đàn em trả thù. Đừng đi. Bắn xong nó, không được giết, không được bắn. Trong vali có bơm. Tao ngay đây. Anh Tài, hàng bị tên bóng ma bắn hư rồi, tiền cũng bị mất luôn. Cái gì? Vừa nhận được nguồn tin từ Việt Nam báo về, toàn bộ số tiền 2 triệu đô la bị cướp, chưa kể bí mật trong chiếc vali đó. Tôi sẽ cử một sát thủ khác, chỉ nhiệm vụ tìm việc tên bóng ma. Nhưng tôi cảnh báo trước, không có sự thất bại ở đây. Nếu có, chính tánh mạng của người đó sẽ thay thế cho tên bóng ma. Tôi nghe đem chủ. Cô chủ gặp tôi có việc. Dạ, tôi xuống liền. Vô đi. Chào ông. Ngồi đi. Tôi mời cô vô đây, chắc là cô đoán được phần nào những gì mà tôi sắp nói. Tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để đảm bảo cô trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Có thể nói, trong đội ngũ sát thủ, cô là người được đánh giá cao nhất về các kỹ năng, không thua kém gì Mina. Điều cô còn thiếu đó là kinh nghiệm thực tế. Lần này tôi sẽ tạo cơ hội để cô thực tập những gì cô đã học vừa qua. Cô sẽ được chọn về Việt Nam để khử tên bóng ma. Đây là lần đầu tiên tôi tin tưởng giao nhiệm vụ cho cô. Cô hãy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bây giờ cô hãy về phòng chuẩn bị đồ đạc. Cô sẽ bay trong chuyến bay ngày mai. Tôi xin phép. Tôi tin tưởng giao nhiệm vụ cho cô. Cô hãy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng tôi cảnh báo trước, không có sự thất bại ở đây. Nếu có, chính tánh mạng của người đó sẽ thay thế cho tên bóng ma.
Cái mật khẩu chết tiệt này, mày tưởng tao bó tay với mày hả? Xong rồi, cuối cùng mày cũng chết với tao. 145 đường Vĩnh Lâm. Như vậy là tụi nó đổi địa điểm giao dịch. Bọn này cáo già thiệt. Anh làm rồi, tụi nó chỉ là cáo non thôi, cáo già đã ngồi đây nè. Ừ, anh làm. Thôi, chúng ta đi đi kẻm kể. Dạ. Tắt máy đi. Dạ, em nghe đây anh Vinh. Ờ, hôm nay chú có rảnh không? Anh tính nhờ chú một chuyện. Có cái gì á, anh cứ nói đi, khách sáo làm gì nữa. Chắc là định nhờ em làm phi vụ nào nữa phải không? Em đoán gần đúng rồi đó. Nhưng rất tiếc là anh đã thực hiện xong phi vụ rồi. Bây giờ chỉ còn công đoạn cuối. Định nhờ chú đây, thuộc về chú mục của chú đó. Cái gì? Anh thực hiện một mình hả? Vậy chứ anh nhờ em làm giúp chuyện gì? À, anh mới kiếm chiếc vali, nhưng rất tiếc nó có cài password, cho nên mới nhờ em giúp. Dạ, thôi được rồi, em qua liền anh. Ok, vậy qua liền đi, anh đợi. Bye chú. Dạ. Alo, Tài Ly hả? Phía bên ông thế nào rồi? Tôi cũng đang tìm cách đây. Tôi với mấy đàn em đang truy lùng thằng bóng ma, phải lấy lại bằng được số tiền và cả bí mật của chúng ta. Tạm thời á, đừng làm ồn ào gì nha. Công an vào cuộc á là khó khăn cho chúng ta. Tạm thời á, chiếc vali không mở được đâu. Mật mã chỉ có hai chúng ta biết thôi mà. Tôi biết, nhưng thằng đó không vừa đâu. Nó đã từng bẻ khóa rất nhiều mật mã của nhiều người mà nó đã từng cướp. Trình độ IT của nó cũng khá lắm. Yên tâm đi, trình độ cỡ nào á cũng không thể mở được chiếc vali đã mã khóa bằng chương trình nữa đâu. Chỉ sợ nên ản lòng rồi làm ẩu thôi, nhưng tôi nghĩ nó không dám đâu. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn phải cho người truy tìm và thử tên bóng ma đó. Nó còn sống ngày nào là tôi còn lo ngày đó. Ông đừng lo, nó sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Ông hãy dựa cái danh dự khử tên bóng ma cho tôi. Tôi sẽ tặng nó một đóa hoa rất đẹp. Vô đi. Anh làm gì mà em gõ cửa hoài nóng lên tiếng? Làm sao? Có gì không? Đi vô đây. Sao làm một mình vậy? Bộ vụ này khó, nguy hiểm lắm hay sao mà lại gọi cho em chứ? Đâu có. Phi vụ này dễ ôm cho nên là... Anh á, tập lại khả năng nói dối của mình đi. Chẳng có vụ nào dễ dàng mà anh lại gọi cho em hết. Anh nói thiệt mà, vụ này dễ lắm. Nó chỉ là khó công đoạn cuối thôi, cho nên anh mới nhờ em giúp. Anh, trong đây đô la hay vàng vậy? Đô la, vàng và kim cương. Cái này nó lạ mà lý thú.
Khoan, cẩn thận đó. Anh yên tâm, ở trong có thuốc nổ đó. Trời ơi, sao không nói em sớm. Cái thằng này á, nó nghĩ ra cái trò này độc mà nha. Nói cho anh biết trước á, em còn yêu đời lắm đó. Yên tâm đi, nếu có mệnh hệ gì anh sẽ xuống bầu bạn với em ở dưới đó. Cảm ơn anh. Nếu được chọn á, em thà chết một mình cô đơn còn hơn tôi xuống đó bầu bạn với anh á. Em không thích đâu. Thôi, để em tập trung với chuyên môn nha. Thật sự á, em thấy cái này nó khó. Anh biết, nhưng anh tin em sẽ làm được. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Hình như David đã cho người khử tên bóng ma. Chắc là một sát thủ chuyên nghiệp của ông ta. Ủa, không lẽ hắn sai người khác làm chuyện này sao? Không phải tất cả những chuyện ở Việt Nam hắn đã giao cho Nhật Thiên nắm hết rồi à? Tao cũng không biết nữa. Nhưng ông nói ông sẽ tặng cho bóng ma một bó hoa rất đẹp. Chắc là hoa hồng. À mà không, hoa giang thọ thì đúng hơn. Ủa, vậy là anh định không tham gia truy bắt thằng bóng ma nữa hả? Không hẳn. Cho bò hút nhau thì cứ để cho nó hút. Khi nào thấy được thì ta nhảy vào. Sao rồi em? Khó quá anh ơi. Không có cách nào khác hả? Không đâu anh. Mật mã này tụi nó bảo mật ghê lắm. Nếu chúng ta mở 3 lần liên tiếp mà làm không được thì chất nổ tài sản trong này sẽ nổ tung. Nên phải suy nghĩ kỹ. Một người rành về công nghệ như em, chẳng lẽ bó tay à? Có những dạng mật mã mà muốn giải được nó thì mình phải có máy móc công phu hơn. Chứ với công sức của một mình em á, thì giống như là muối bỏ biển vậy. Chắc có lẽ những lần trước chúng bị anh hớt tay trên, cho nên lần này chúng đã đề phòng. Không lẽ tụi mình bỏ cuộc sao? Không được anh. Nếu làm như vậy á, thì bao công sức của anh như là công giả tràng sao? Anh chờ em chút xíu đi. Cố gắng lên. Dạ. Uống nước không? Dạ em cảm ơn. Nếu em mở khóa được thì toàn bộ số thuốc nổ đó sẽ thuộc về em. Thôi em cảm ơn anh. Em vẫn chưa muốn làm phần tử khủng bố đâu. À, mà anh có hỏi anh em của anh về mật mã vali này chưa? Hỏi rồi, nhưng mà người ta không biết.
Chiều nay anh Bo xuất hiện cho bé Ba chơi nha. Dạ, bé Ba thích chơi đó lắm á. Ủa vậy hả? Vậy có gì anh Bo chỉ với Ba xuất hiện nha. Dạ, mà anh Bo xuất hiện xong hết chưa? Anh Bo xuất hiện xong hết rồi. À, anh có cái này cho bé Ba nè. Bánh bông lan mà bé Ba thích ăn nhất đó. Nè bé Ba ăn đi. Ủa anh Ba ăn chưa? Anh ăn rồi, anh mua cho bé Ba á. Anh Ba nói xạo, anh Ba chưa ăn mà anh Ba nói ăn rồi. Anh đã nói là anh ăn rồi mà, em ăn đi. Anh Ba ăn đi, hai anh em mình chia đôi. Được rồi. Dạ cậu, cậu làm ơn cho tôi xin chút tiền. Cháu tôi sáng giờ nó chưa ăn gì hết. Cảm ơn làm phước đi cậu. Dạ. Cậu gửi bà. Nhiều quá cậu ơi. Bà cứ nhận lấy đi, về lo cho cháu. Dạ, dạ cảm ơn cậu. Dạ không có gì, con đi nghe bà. Em nghe nè ông chủ. Cậu hãy chuẩn bị đi, cậu sắp có một nhiệm vụ mới rồi đó. Dạ em hiểu rồi. Thằng bóng mặt khốn kiếp, vì may mà tao bị ông chủ cho ra liền, tao sẽ khử mày. Khốn, tao sẽ bắt mày trả giá cho những gì mày đã gây ra. Vào đi. Dạ, chào thủ trưởng. Ở đây chỉ có ba với con thôi, thoải mái đi. Ba vừa đọc qua hồ sơ,
của đội phòng chống ma túy bên con đưa qua. Cả tài liệu của bóng ma nữa. Sao? Việc lấy lời khai thế nào? Bọn này ngoan cố lắm ba. Tụi nó nhất quyết là không nhận số ma túy là của tụi nó. Vậy số tiền thì sao? Dạ, số tiền thì cũng không thấy ở hiện trường. Nhưng mà theo thông tin thu thập được, số tiền ấy đã bị tên bóng ma lấy, cùng một tờ giấy bí mật gì đó. Số tiền và tờ giấy bí mật sao? Thông tin chính xác chứ? Dạ, chính xác ba. Số tiền khoảng 2 triệu đô, còn tờ giấy thì không rõ ghi cái gì trong đó. 2 triệu đô, một số tiền khá lớn đó. Được rồi, ba sẽ đề nghị cấp trên thành lập ban chuyên án ngay. Con sẽ là thành viên chủ chốt của ban chuyên án này. Dạ. À, ba, con có một đề nghị. Alo, tình hình bên đó thế nào rồi? Thì vẫn vậy, tôi án binh bất động thôi lời đề nghị của ông anh đây. Cảm ơn ông. Ông cứ để tôi xử lý vụ này. Không dám phiền tới ông. Để nếu có gì á, dễ xử lý hơn. Ừ, anh tính cũng phải. Dạo này công an cũng đang để ý tới băng nhóm của tôi dữ lắm. Cho nên nếu được anh giúp sức như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng còn thời gian bí mật. Ông cứ yên tâm, số tiền và tờ giấy sẽ trở lại với chúng ta. Chỉ có tên bóng ma sẽ biến mất hoàn toàn. Chúng ta nên cài người vào băng nhóm của tên tài liệu. Hắn là một tên mắt xích cực kỳ quan trọng trong ban chuyên án của chúng ta. Được, ba đồng ý điều đó. Tài liệu là tên trùm buôn bán ma túy mà chúng ta đang theo dõi bấy lâu nay. Việc tìm người thì ba sẽ báo cho con biết sau. Dạ. Và con có đề nghị thứ hai. Hãy để tên bóng ma đó cho riêng con phụ trách. Con sẽ tìm ra nó. Dạ em nghe thưa ông chủ. Chuyện của cô giải quyết tới đâu rồi? Dạ vẫn đang theo dõi hắn. Tạm thời em chưa thể ra tay được, vì bên cạnh hắn có nhiều đàn em hỗ trợ quá. Vậy có cần cho thêm người hỗ trợ không? Dạ không cần đâu sếp. Đây đâu phải là vụ ám sát đầu tiên mà em thực hiện chứ. Mà mấy lần trước em chưa thất bại lần nào mà. Tốt, tôi tin tưởng ở cô. Cô hãy giải quyết sớm, rồi còn dễ giúp tôi chuyện khác. Yes sir. Trong vali của bơm.
Alo, chú vẫn khỏe chứ hả? Dạ em vẫn khỏe. Em đang định gọi cho anh để nói với anh một chút chuyện, nhưng mà anh lại gọi cho em. Chuyện của anh sao rồi? Vẫn chưa được gì hết. Chứ Philly được khóa bằng mật mã kỹ quá, Quỳnh Hữu cũng phải bó tay với nó. Tiếc là em không thể giúp được gì cho anh. Em cũng đã cố gắng dò hỏi lão, nhưng mà lão ấy kín miệng quá. Hiện giờ em cũng chưa biết cách làm sao để lão ấy nói ra mật mã của chiếc vali nữa. Yên tâm đi, chuyện này đã có anh lo rồi. Chú làm việc phải nhìn trước nhìn sau đó, không thì rất nguy hiểm. Em hiểu, anh yên tâm đi. Vậy anh gọi cho em có chuyện gì không? Anh gọi điện để hỏi thăm về trận chiến lần trước đó mà. Không biết anh có lỡ tay làm chú bị thương không? Anh hơi lo xa quá. Đúng ra em phải hỏi anh câu đó. Hôm đó anh hành động một mình cũng hơi nguy hiểm đó. Lần sau anh nên nhờ Quỳnh Hữu hỗ trợ. Ừ, anh hiểu. Nhưng mà những việc quá nguy hiểm, anh không muốn liên lụy đến Quỳnh Hữu. Thôi, chú làm việc đi. Anh gọi điện nhắc nhở chú cẩn thận. Dạ, em hiểu. Em cảm ơn anh. Có gì mới em sẽ báo cho anh biết liền. À đúng rồi, xích nữa quên chuyện quan trọng. Anh hãy cẩn thận. David ở bên Mỹ đang cho người truy sát anh đó. Em chưa biết đó là kẻ nào, chỉ nghe ông ta nói là sẽ tặng cho anh một bông hoa. Một bông hoa? Dạ. Tại sao? Em cũng chưa hiểu. Có thể ý của lão là một bông hoa để cắm trên mộ của anh. Mà cũng có thể là... Nhưng mà anh nên cẩn thận hơn đó. Sát thủ của ông ta toàn là những kẻ chuyên nghiệp. Chú yên tâm đi, anh đã từng đối đầu với nhiều sát thủ rồi, anh sẽ có cách đối phó với tụi nó. Cảm ơn chú nhiều nha. Thôi làm việc đi. Dạ. Nhớ cẩn thận đó. Chào anh. Ơi, chị đi đâu? Để tôi đưa chị đi được không? Mang đồ lên xe. Dạ. Mời chị lên xe. David ở bên Mỹ đang cho người truy sát anh. Em chưa biết đó là kẻ nào, chỉ nghe ông ta nói là sẽ tặng cho anh một bông hoa. Chưa hiểu, có thể ý của lão là một bông hoa để cắm trên mộ của anh, mà cũng có thể là...
Hình như chị về Việt Nam du lịch một mình thì phải. Tại vì tôi thấy không ai ra đón chị nên tôi nghĩ vậy. Tôi về đây một mình vì công việc. Dạ. Tại sao vậy? Chơi với dây với tụi mình không? Đi vui lắm. Mình không biết nhảy. Bạn không biết nhảy, bạn ăn bánh nha. Là trẻ mồ côi người ăn bánh. Anh tới, của bé ba mà. Đúng đó, tự nhiên giật bánh của bé ba và mét mẹ nhanh coi. Đứa nào giống mét ba mẹ tao, tao sẽ quýnh nó đó. Nghe chưa? Có miếng bánh chút xíu mà cũng giờ mét. Phá hoại đủ. Anh hai quân rồi đâu? Anh tới, em về em mét mẹ anh đó. Đúng đó, anh giật bánh của bé ba, em mét mẹ anh đó. Mét hả? Giống mét không? Tao quýnh mày luôn không? Anh đang ngon rồi đâu? Đồ lên lên. Mày có tin hai tao chấp mình mày không? Ngon thì mày nhào vô. Tụi tao học võ đó. Ai ăn hiếp em tao? Võ 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 võ. Mày hiếp em tao hả? Ăn hiếp em tao hả? Cho em chừa.
Quốc Minh. Ủa, anh Thiên, anh mới tới hả? Ừ, chú có chìa khóa phòng này không? Cho anh mượn đi. Dạ có. Nhưng mà anh cũng biết nguyên tắc rồi. Nguyên tắc cái gì? Chú quên anh là ai à? Dạ. À, hình như cái chị này là người quen của anh phải không? Ngày hôm qua đó, em nghe ông chủ báo đó là bà sắp xếp phòng cho chị ta. Mà chị từ bên Mỹ mới qua phải không anh? Ừ, được rồi, đi làm việc đi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Lát nữa anh gửi chìa khóa với Lễ Tân. Dạ dạ, em đi nha anh. Ừ. Ellie ơi, cô có ở đây không? Đứng im. Giờ hai tay lên. Ellie à, bình tĩnh đi, đừng có manh động. Tại sao anh biết tên tôi? Anh là ai? Vào đây có chuyện gì hả? Tôi nghĩ là cất cây súng giả ra đi, chúng ta dễ nói chuyện hơn. Ừ? Đừng ngạc nhiên như vậy. Cô mới gì nữa, làm gì có súng chứ. Tôi mang súng đó cho cô nè. Thì ra là anh. Tôi xin lỗi đã làm cô hoảng sợ. Anh mới chính là người phải hoảng sợ. Nếu đây không phải là cái remote mà là một con dao thì anh sẽ không có cơ hội để nhìn mặt tôi đâu. Tại sao anh không gõ cửa trước khi bước vào phòng? Phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không có à? Tôi xin lỗi, nhưng lúc đó có phục vụ đi ngang nên tôi có chìa khóa vào phòng. Đúng ra là tôi phải đợi cô mở cửa, nhưng thực sự lúc đó tôi lo là không biết cô xảy ra chuyện gì hay không nên tôi mới. Chắc cô cũng hiểu, sát thủ không chỉ săn con mồi mà còn có thể bị săn nữa. Đây là một trong những khách sạn mà ông chủ có ở Việt Nam. Tôi đã từng phụ trách làm quản lý ở đây trước khi giao nó cho người khác. Những nhân viên ở đây đa số tôi đều quen hết. Họ biết tôi và cô là người của ông chủ, nhưng mà họ không biết ông chủ là ai. Cũng chẳng biết chúng ta đang làm cái gì. Họ chỉ biết họ làm công, làm đúng trách nhiệm của họ. Nhưng mà không thể vì điều đó chúng ta chủ quan được. Tôi đến đây không phải để nghe anh giảng đạo. Hàng đâu? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Hàng của cô đây. Cô kiểm tra đi. Bao nhiêu đạn đủ chứ? Chưa biết, hy vọng là vậy. Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Tôi không thích đùa với súng đâu. Anh nghĩ là tôi đang đùa với anh hay sao? Đừng đùa với súng. Súng có đạn đó. Vậy thì tôi nhắc cho anh nhớ, lần sau đừng bao giờ bước vào phòng của tôi nếu tôi chưa cho phép, trong bất cứ trường hợp nào. Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi. Đây là lần đầu nên tôi bỏ qua, sẽ không có lần sau nữa đâu. Giờ anh hãy cho tôi biết các thông tin về tên bóng ma đó đi. Hắn là một tên có nghề, có khả năng bắn súng bằng cả hai tay, thường hành động một mình, nhưng đôi khi cũng có người hỗ trợ. Vậy chắc địa chỉ hay tên của hắn anh cũng phải biết chứ. Nếu biết
thì ông chủ đã không cần cô gì đây. Mà chính tôi sẽ khử hắn. Xin lỗi, anh cũng không biết một chút thông tin nào về tên đồng bọn của hắn hay sao? Không, bọn chúng hành động rất bí ẩn. Đây là những tấm hình mà đàn em chúng ta chụp được khi chúng tấn công vụ cướp vali vừa rồi đó. Anh có thể sắp xếp người để chụp hình hắn mà không thể sắp xếp người để bao vây và truy bắt hắn sao? Đây là điều ông chủ kêu tôi làm. Còn nếu cô muốn biết tại sao hắn thoát được á, thì khi nào đụng độ cô sẽ biết. Ok, tôi hiểu rồi. Còn thông tin gì về hắn nữa không? Không, chỉ nhiêu đó thôi. Nếu có thêm thông tin gì á, tôi sẽ báo cho cô biết. Bây giờ tôi phải đi đây. Gặp lại sau. Khoan đã, có chuyện này tôi quên nhắc cho anh nhớ. Kể từ bây giờ tôi sẽ lo về nhiệm vụ bóng ma, về chiếc vali. Còn anh, lo về việc giao dịch với các đối tác của ông chủ. Ông chủ đã nói cho tôi biết rồi. Ok, nước sông không phạm nước giếng, việc ai người nấy làm. Còn chuyện gì nữa sao? Không, tôi thấy một người xa Việt Nam từ nhỏ như cô mà vẫn thuộc mấy câu ca dao tục ngữ, tôi hơi ngạc nhiên. Nếu xong rồi thì anh biến ngay đi. Nếu có gặp bóng ma, chuyển lời hỏi thăm của tôi tới hắn nha. Anh yên tâm, tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh tới hắn. Ông ơi. Gì đó bà? Ông làm gì đó? Vô rửa giùm tôi mấy cái chén lát ăn cơm nè. Trời ơi, có mấy cái chén mà cũng rửa không được nữa. Tôi đang giá cái lưới, tôi rách hết trơn hết trội rồi đây nè. Tại tôi đứng lên đứng xuống mỗi cái lưng quá nè. Thôi, ông bận công chuyện, lát tôi rửa cũng được. Ủa, bà bị đau lưng hả? Ừ. Thôi nằm nghỉ đi, để mấy cái chén đó tôi giá xong cái lưới rồi tôi rửa cho nghe. Ừ. Con chào bác. Ủa, là cậu đó hả? Dạ. Con chào bác Tám. Ngồi đi. Trời ơi, lâu con chào quá gì? Lâu quá rồi mới tới thăm hai vợ chồng già này đó nghe. Bà ơi, ơi, có cậu Vinh tới thăm mình nè bà. Ai? Cậu Vinh. Ông nói ai? Cậu Vinh hả? Vì khỏe không gì? Chàng ơi, lâu quá rồi không thấy cậu tới thăm ông bà già này.
Tưởng quên tụi tôi rồi chứ. Được không? Giờ này con hơi bận một chút, cho nên bây giờ con mới qua thăm bác chứ gì được. Mong bác chứ gì thông cảm. Không có thông cảm gì hết á. Bữa nay á, ở lại đây á, ăn cơm với vợ chồng tôi coi như chuộc lỗi. Vợ chồng tôi á đang chuẩn bị ăn cơm nè. Ừ, bà nói đúng đó. Thôi bà chuẩn bị mấy cái thức ăn cho nó đàng hoàng tử tế nghe. Để tôi đãi cậu Vinh một bữa. Với lại bà nhớ lấy mấy con cá rô mà tôi mới kéo lưới ngày hôm qua đó, chiên giòn lên. Để tôi với cậu ấy lai rai nghe. Dì ơi, làm món nào đơn giản thôi dì à? Ôi, có gì đâu mà đơn giản với không đơn giản. Tôi nói ngày hôm qua tôi mới đi kéo lưới được mấy con cá rô. Tôi định tôi đem qua tôi biếu cho cậu để cậu tiếp bạn. Mà không ngờ cậu qua đây sớm hơn dự kiến. Thôi sẵn chú cháu mình làm luôn. Vậy thôi. Ông, vậy tôi vô làm ha. Bà vô lo làm đi. Vậy hai người chuyện chào tôi nghe. Nè, cậu Vinh ơi. Dạ. Cái nhà mà tôi để cho cậu ở đó, cậu thấy làm sao? Dạ, nhà đó ở tốt lắm bác. Một nơi rất là kín đáo. Người ta nói căn nhà đó vợ chồng tôi ít ở lắm. Vì đâu mà cái nhà nó rộng thênh thang bao la vậy đó. Mà có hai vợ chồng già ở hả? Thành ra tụi tôi ở dưới ghe không hà. Nói thật với cậu nghe, có lúc là tụi tôi kẹt tiền dữ lắm. Tôi cũng định bán cái căn nhà đó đó. Nhưng mà khổ nổi á, căn nhà đó là của ông bà tổ tiên để lợi, cái nhà thờ của dòng họ mà, làm sao mình dám bán. Dạ nếu vậy thì bác cứ để cho con ở đi, nhân tiện con sẽ trong nhà giùm bác. Ồ, vậy thì cảm ơn cậu quá ha. Bà ơi, coi làm gì nhanh nhanh để tôi tiếp cậu Vinh nghe không? Gần xong rồi. Hai chú cháu ông chờ chút nghe. Bé Hiền, con đem cái gì qua cho anh Vinh hả? Bộ Vinh không có nhà, sao cái mặt con buồn hiu vậy? Dạ, con đem bánh canh cho anh Vinh, nhưng không thấy anh Vinh ở nhà. Bà Tư biết anh Vinh đi đâu không? Từ bữa tới giờ, bà Tư cũng thấy anh Vinh ở đâu nữa. Hay là anh Vinh ảnh đi công chuyện, vài bữa ảnh về thôi mà. Con gửi bà Tư ăn đi. Khi nào ảnh về, con nấu cái khác cho ảnh ăn. Giỏi quá, bà Tư cảm ơn bé Hiền nghe. Dạ, không có gì. Con thưa bà Tư con về. Tôi nghe em chủ. Có nhận được hàng chưa? Nhận được rồi. Nhưng thông tin về tên bóng mai vẫn chưa có gì rõ ràng hết. Đúng vậy. Hành tung của nó rất bí ẩn. Nhật Thiên đã bó tay. Tôi đặt hy vọng vào cô đó. Vậy thì có cách nào để tôi có thể tiếp cận hắn? Cô yên tâm. Nếu cô hỏi đang ở trong hang, chúng ta sẽ tìm cách dụ nó ra khỏi hang rồi sẽ bắt. Tôi đang lên một kế hoạch rất chi tiết để bắt nó phải ló mặt ra. Lúc đó nhiệm vụ của cô phải vừa khử cho bằng được nó và vừa lấy lại cái vali cho tôi. Và nên nhớ, cái vali là quan trọng nhất. Tôi hiểu. Tôi tin là cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu cần thì tôi sẽ cho người hỗ trợ thêm. Không cần. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Mạng của nó không đáng để cô thay đâu. Cứ làm đi. Khi nào có lệnh của tôi là thực hiện ngay. Ok.
nè. Dạ cảm ơn bác Tám. Ngon không? Dạ. Vậy dùng tự nhiên nha. Dạ dạ dạ. Đây, chú cháu nhâm nhi đỡ nha. Đợi chừng nào cơm chín rồi ăn luôn. Dạ, con cảm ơn dì. Trời ơi, đồ ăn nhiều như vậy chắc ăn mấy con cái này no rồi khỏi ăn cơm quá. Tầm bậy, nhậu là nhậu, ăn là ăn. Tôi nấu cơm nhiều lắm, một lát ăn miếng cơm cho chắc bụng nha. Dạ, con cảm ơn dì ạ. Cậu này. Thôi bà vô lo chuẩn bị tiếp cơm nước đi, hen. Để hai chú cháu tụi tự nhiên. Rồi thôi vô một cái đi nghe, để mừng dĩa màu mới. Dạ, con mời bác Tám. Đây, làm trước cái này đi. Con mời bác. Lần trước chú gửi qua cho con ít cà rồ với mấy con lươn á, ăn thấy ngon không? Chỉ trong vòng 5 phút thì tụi bạn con giải quyết hết cái chỗ lưng đó. Nè, rót đi. Dạ. Vì 5 phút giải quyết hết hả? Dạ. Thôi được rồi, để sắp tới đây chú gửi thêm ha, cho nó nhiều nhiều một chút, để cho con với mấy bạn có thể ăn nhậu trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ ha. Dạ, con mời bác. Vô. Dì ơi, cá ngon lắm dì. Thôi ăn đi. Công việc của anh lu bu quá. Em đừng có giận anh nha. Sợ thấy ớn luôn á. Còn lợi dụng nữa, nó bắt đền anh á. Ok, bắt đền ngay bây giờ cũng được nha. Dạ, vô bàn đi anh. Đi, vô đi. Vô em. Anh. Bạn của em. Hôm nay chơi hết mình nha mày. Thằng nào mà bỏ về biết tay. Nè anh uống đi. Anh uống đi anh. Trời ơi, nhớ anh nè. Cảm ơn. Mỗi người sơn không đi trên em sao anh. Anh, dạ anh,
Bàn này có người đặt sẵn rồi, mấy anh vui lòng qua bàn khác ngồi giùm em nha. Giỡn sao em? Anh đứng dạ, chỗ này nha. Em nói khách em ngồi chỗ khác nha. Dạ, em xin lỗi, nhưng mà bàn này có người đặt rồi anh. Dạ, mấy anh thông cảm, bàn này đã được đặt trước rồi ạ. Mấy anh có thể vui lòng qua bàn bên kia được không ạ? Nhưng ta muốn đứng ở đây, đừng làm anh em bắt buồn. Dạ. Không hay đâu. Dạ. Dạ, dạ, mấy anh cứ ngồi thoải mái đi. Có gì em giải quyết sao? Dạ, em chào mấy anh ạ. Được rồi, để anh lo. Dạ. Tụi nó là bằng nào vậy? Em không biết nữa. Nhìn tụi nó lạ lắm. Chắc bằng nào mới nổi. Muốn lấy tiếng á. Mẹ nó. Có anh Tài ngồi đây mà tụi nó không coi ra gì. Để tụi em qua đập cho nó một trận. Đúng đó. Nhìn tụi nó láo thiệt. Không đánh tụi nó không sợ đâu. Khoan. Bình tĩnh đừng có nóng. Cứ ngồi với mấy em ở đây có phải hơn không? Anh này canh người ta sơ hở không hoài ghét ghê. Đó là một chiêu hay lắm đó em. Dạ. Em biết mấy thằng này không? Dạ không. Mấy người này tới quán lên đầu chơi đó anh. Mày có biết không? Không, tao không biết. Ê, mày biết mấy người đó không? Nhưng mà nhìn mặt mấy người đó cũng có hồn lắm. Nhìn giống y như mấy anh vậy á. Mày liếc là mấy em sợ đó. Nhìn mặt thằng nào cũng giống như cô hồn vậy. Đúng ra phải thưởng cho mấy em gì nữa đúng chứ. Thôi vô đi. Dạ vô, vô đi anh. Vô. 1, 2, 3. Vô. Vô. Mẹ nó. Uống bia cũng là lớn nữa. Tôi nhà quê. Em nghe tụi nó la em nhức đầu quá. Để tụi em qua đập cho nó một trận. Nó đi mờ mẹ lại đi. Có mang hàng theo đó không? Đi chơi mà đem theo làm gì? Tụi bay làm vậy là cớ nó để ý đó. Một là nhịn, hai là chơi tay không. Anh yên chỉ đi. Để tụi em qua dặn cho tụi nó một trận. Mẹ ngồi xuống đi. Ý của tao là vậy. Đáng vui vẻ với mấy em. Kiếm chuyện làm cái gì? Thôi uống đi tụi bay. Vô. Dạ, vui vẻ đi mấy anh. 2, 3, vô. Mấy anh đừng có quậy quá của em nha. Để mấy em còn làm ăn nữa nha. Ông mà, giờ tôi lên. Ở đây không có bóng ma nào hết, mà chỉ có bóng người thôi. Còn khúc gỗ này thì đem về. Có nhà gì mà Aya hả? Nếu mà tôi đánh thực sự thì thì tiêu luôn chứ sao. Mà anh nhìn nè, sao anh bất cẩn như vậy chứ? Không quan sát đằng sau gì hết. Nếu không phải là tôi mà là một người khác, có lẽ anh đã tiêu rồi đó. Người mà tôi hẹn ra đây là anh. Với lại chỉ có anh mới gọi tôi là bóng ma. Công nhận là bóng ma có khác. Xin lỗi, tôi đùa hơi lâu. Không sao, lâu lâu đùa một chút cũng được mà. Mà nè, dạo này khả năng chiến đấu của anh cao rồi đó. Nếu anh đánh thiệt thì chắc tôi tiêu rồi. Anh cũng biết đùa quá ha. Không, nhưng mà công nhận khả năng của tôi nâng cao thiệt. Có lẽ cũng do đụng độ với anh nhiều lần đó. Mà nè, tôi kêu anh ra đây
có gây khó dễ gì cho anh không? Yên tâm đi, tôi biết chuyện của tôi làm mà. Với lại tôi nghĩ là giờ này Tài Lì và tụi đàn em đang mê mấy con nhỏ ở vũ trường hay là quán bar gì đó rồi. Em gái, qua đây tiếp tụi anh. Dạ, mà dạ không quen. Em gái, anh muốn em qua kia rót bia tụi anh, ok? Hay là em che tụi anh uống bia nên không cần tiếp chứ gì? Tụi này vô hai mà trưng nữa. Không cần phải rót, qua đứng chơi với tụi anh là được rồi, qua nha. Tụi mày là ai? Tụi mày tới đây muốn làm càn hả? Có biết anh mày là ai không? Tụi mày là ai á? Tao không cần biết. Liên quan gì tới tụi tao? Còn tụi tao là ai á? Nói làm gì? Muốn kiếm chuyện hả? Tụi mày á mới là thằng muốn gây chuyện. Mấy em đang ngồi chơi với tụi tao mà mày dám kêu hả? Tụi mày có biết được chơi không vậy hả? Mấy em là tiếp viên, còn tụi tao là khách. Khách kêu tiếp viên là chuyện bình thường, đúng không anh? Đúng em đó. Cút sao? Xong anh hả? Tụi nó hung dữ quá. Thôi tụi mình rút đi. Dạ. Đi thôi. Đi ra đây cả. Đủ rồi, mày định giết người luôn hay sao? Mày là thằng nào mà xí vô chuyện của tao? Nếu không muốn ăn đòn á thì biết. Oh,
mang được theo. Mệt quá. Mệt gì mà mệt, lâu lâu bị người ta dí. Được tập thể dục, khỏe thì có chứ mệt gì. Khỏe cái đầu mày á, khỏe. Mệt muốn chết à. Chú em, cảm ơn chú em. Mà sao chú em chạy theo tụi tôi vậy? Ê, sao lại bỏ đi? Ông không thích tôi chạy theo, tôi đi. Chú em hiểu lầm rồi. Ý của tôi hỏi á là tại sao chú em bỏ chạy. Chú em giúp người mà, tại sao chú em lại sợ cảnh sát? Tôi không có giấy tờ tùy thân, tôi sợ công an bắt, vô đó không biết khi nào ra. Thì ra là vậy. Vậy là chúng ta có duyên với nhau rồi đó. Những lần trước nhờ có anh làm tay trong cho nên tôi mới hành động được như vậy. Cảm ơn anh nha. Hàng đã đầy đủ, anh cần gì cứ nói. Ok, tốt rồi. Đây là số hàng mà bên anh đã đặt mua, nếu cần thì kiểm tra đi. Không cần đâu, chữ tính của chúng ta được kiểm nghiệm mấy lâu nay rồi. Anh đừng có khách sáo như vậy chứ. Nếu mà không nhờ anh cứu tôi, có lẽ là bây giờ tôi không có đứng đây mà nói chuyện với anh đâu. Đó là cái duyên của tôi với anh đó. Anh phải cẩn thận, khi nào Tài Lì nó biết thì kè cho anh lắm đó. Anh cứ yên tâm đi, Tài Lì tin tưởng tôi lắm. À, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Có phải là chuyện có vali không? Cũng không hẳn. Tôi gọi anh ra đây là để hỏi thăm tình hình của anh thôi. Anh đừng nhúng tay vô chuyện chiếc vali nhiều lắm, dễ lộ lắm đó. Tôi nhắc anh phải cẩn thận vì tôi biết thông tin về chiếc vali đã bị lộ ra ngoài và nhiều kẻ khác đang muốn chiếm đoạt nó. Có những kẻ đang muốn lợi dụng để chi chác, thậm chí còn muốn hớt tay trên của tôi. Tôi hiểu ý của anh rồi, nhưng mà tôi nghĩ người cần cẩn thận là anh đó. Anh hành động phải kỹ và kín hơn. Tôi hiểu, cảm ơn anh. Alo, em nghe đây anh Tài. Có chuyện rồi, chú về cấp đi. Dạ, em về liền. Tài Lì có chuyện gọi tôi về gấp. Anh về đi, không lão lại nghi ngờ lung tung đó. Anh nhớ cẩn thận. Anh cứ yên tâm đi, tôi cũng nhắc anh điều này. Một trong những kẻ muốn nhào vô để giành chiếc vali, tôi nghĩ trong đó có hắn nữa. Tôi biết. Kẻ duy nhất ngoài anh biết tôi là bóng ma, anh Bảo Trọng. Bảo Trọng. Nào, vô mấy chú. Dạ, mời ba. Vô. Vô. Tao nghe thằng Tuấn Chó nó nói về cái vụ thằng bóng ma phỏng tay trên cái vali tiền của thằng Tài Lì. Bây giờ chắc thằng Tài Lì đang ngồi khóc ở đâu đó. Vậy đúng anh ba. Em nghe nói đâu đó ở trong cái vali á chứa tới 2 triệu đô la lận. Mà em nghĩ á thằng bóng ma không mở ra được đâu. Tại vì á cái vali đó nó cài mật mã. Và ở trong đó nó có chứa mìn nữa. Nó mà mở sai mật mã thôi thì bùm. Mày yên tâm, mà biết thằng bóng ma đó không dám làm ẩu đâu. Nhưng kẹt á là nếu tao nhào vô giành vali với tụi thằng Tài Lì thì sợ đụng chuyện với tụi nó. Mà anh em mình giấy băng của tụi nó từ trước tới giờ không có đụng nhờ. Không đụng thì bây giờ đụng. Tới 2 triệu đô lận đó anh. Mày ngu quá à. Đụng với tụi Tài Lì á, mày không dễ ăn như mày tưởng đâu. Mày nói đúng ý tao đó. Không đụng thì bây giờ đụng.
Trước sau gì cũng phải đụng. Anh ba, tụi Tài Ly có băng nhóm ở nước ngoài chống lưng, đụng tới tụi nó là phải cẩn thận đó anh ba. Mày sợ hả? Dạ không, em theo anh ba từ trước tới giờ không ngán mặt thằng nào. Em chỉ nhắc anh ba nên cẩn thận thôi. Anh nên nhớ, anh em tụi mình là dân cờ bạc cho dai, còn tụi nó là buôn bán ma túy. Từ trước tới giờ mình chưa đụng nó lần nào hết. Mày hiểu ý tao đó, xứng đáng làm quân sư cho tao đó. Dạ, em chào anh ba. Vô ngồi nhậu với anh em luôn đi. Dạ. Chú mới ở chỗ Tài Lì về phải không? Dạ. Sao rồi? Dạ, em theo dõi tụi Tài Lì từ trong vũ trường ra. Rồi tụi nó đụng độ với băng nhóm nào đó, lạ lắm. Thằng Tài Lì này ngu như bò, không bỏ được cái tật hàm gái. Có ngày nó chết cho tụi bay coi. Nhiệm vụ của tụi mày là cứ theo dõi tụi nó, không cần tới gần đâu, chỉ cần nắm sơ sơ coi tụi nó làm cái gì thôi. Còn những chuyện khác thì để anh lo. Dạ, em hiểu rồi anh ba. Anh ba, vậy còn cái vụ vali tính sao anh? Mày an tâm, tao sẽ có cách bắt thằng bóng ma phải đưa tận tay anh em mình cái vali. Ừ. Anh Tài, anh có sao không anh? Không sao. Tao chỉ tức không biết nó là thằng nào để trả thù thôi. Để tụi em đi điều tra xem tụi nó là bạn nào. Em nghĩ chắc là bạn mới nổi thôi. Mẹ nó, dám đụng tới bạn mình, chán sống rồi. Ủa anh Tài, anh em bị sao vậy? Bị một đám giang hồ nó gây chuyện, tụi nó đông quá. Nếu lúc đó có chú thì ai biết mấy. Sao anh không gọi điện em tới liền? Có gọi cũng không kịp đâu. May mà có người anh em này ra tay giúp đỡ. Giới thiệu với chú, đây là Huy Hoàng, người anh em mới của chúng ta. Võ nghệ cũng không thua gì chú đâu. Kể từ bây giờ, người anh em này sẽ ngồi chung con thuyền với chúng ta. Có gì nhờ chú giúp đỡ. Vào đi. À con, ngồi đi. Dạ, con. Con chào ba. Chuyện của Trung Dũng sao rồi con? Dạ, ổn rồi ba. Trung Dũng đã làm tốt nhiệm vụ được giao. Những người khác cũng làm tốt kế hoạch của mình. Vậy là thành công bước đầu rồi. Nhưng mà nhớ phải nhắn với Trung Dũng là phải cẩn thận nha. Dạ. Còn đây là những thông tin của tên giang hồ Ba Thăng mà con cần tìm. Dạ, cảm ơn ba. Con định làm gì với tên này? Hắn vẫn còn nằm trong tầm ngắm của chúng ta, chớ nên bước dây động rừng. Dạ, con hiểu. Con định xâm nhập vào thế giới cờ bạc của hắn, nhân tiện nắm tình hình và tìm thông tin về tên bóng ma đó luôn. Hy vọng là trong giới cờ bạc có người biết tên bóng ma đó. Cũng được.
Cứ thử xem, coi như một công đôi chuyện. Nhưng con phải cẩn thận đó. Dạ, ba yên tâm, con đã có người hỗ trợ cho mình rồi. Cố lên con. Dạ, xin phép ba con đi. Ừ.